Xin chào các bạn, trong nội dung này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về lớp date. Lớp date thì nó sẽ biểu diễn cái thời gian cho chúng ta. Đấy, thông thường thì chúng ta sẽ dùng cái lớp date để biểu diễn cái thông tin thời gian theo cái định dạng đó là mini giây. Ok, và chúng ta hoàn toàn có thể dùng lớp date để so sánh một cái thời điểm với một cái thời điểm nào đó. Ok, và chúng ta có thể dùng cái lớp date này để lấy cái thông tin mini giây. Tất nhiên là không phải chỉ lớp date mới có thể lấy thông tin đấy. Tuy nhiên là khi mà biểu diễn thời gian ấy, thì thông thường chúng ta sẽ sử dụng cái lớp date này, lớp local date. Và một cái lớp nữa mà chúng ta cũng sử dụng có liên quan đó là cái lớp simple date format. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái lớp date. Mình muốn là kiểm tra trong cái thời điểm mình chạy chương trình này cái thời gian của nó là như thế nào. Đấy, thì mình sẽ tạo ra một cái lớp date. Nhớ là date ở đây là cái date ở trong gói java.util chứ không phải java.sql. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đặt đây là now, tức là cái thời điểm hiện tại đấy. Thì mình sẽ bằng new date ở đây. Đấy, thì lúc này mình sẽ xuất ra được cái thông tin now, tức là cái thời điểm hiện tại thì cái thông tin thời gian nó là như thế nào. Thì các bạn sẽ thấy là ở đây nó sẽ hiển thị lên cái thời gian tại cái thời điểm mình chạy chương trình. Đó, tức là có năm bao nhiêu, tháng nào, ngày bao nhiêu, thời gian, đấy, thứ mấy, rồi là cái chuẩn giờ. Ok, như vậy thì đây chính là cái thời điểm mà mình chạy chương trình. Đấy, bây giờ là 17 phút 37. Bây giờ mình chạy lại thì nó sẽ là cái thời điểm khác. Ok, và mỗi một lần chạy thì nó sẽ lấy một cái thời gian khác. Đấy, tức là thời gian lấy tại cái thời điểm mà chúng ta chạy chương trình. Rồi, bây giờ thì một cái đặc trưng của cái lớp date này ấy, đó là nó cho phép chúng ta lấy cái thông tin thời gian theo cái định dạng đó là mini giây. Bây giờ thì mình sẽ có một cái biến long now in ms, tức là mini giây, thì sẽ bằng now.get time. Thì cái này sẽ là thời điểm hiện tại tính theo mili giây. Bây giờ mình sẽ xuất ra xem cái giá trị now in mili giây thì nó là cái gì. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xem là thời điểm mà mình chạy chương trình cái số mili giây nó là bao nhiêu. Và số mili giây thì nó sẽ được lưu trữ ở một cái giá trị kiểu long. Đây, nó đến thời điểm hiện tại thì cái số mili giây được bằng này. Và mỗi một lần chạy ấy, thì cái số mili giây nó lại khác đi, bởi vì cái thời gian nó cứ tăng liên tục. Và cái biến cái giá trị này nó cũng sẽ tăng liên tục. Ok. Rồi. Bây giờ thì chúng ta có một cách khác nữa để chúng ta lấy cái thời gian tính theo mili giây. Đó, tức là không cần phải sử dụng cái lớp date. Ok. Tức là sẽ lấy như sau. Chúng ta sẽ mình sẽ tạo ra một cái biến kiểu long mình sẽ cũng đặt là now, mình đặt là hour. Đấy, thì mình sẽ bằng system.currentTimely. Thì cái này cũng sẽ cho cái kết quả y hệt như là cái now.getTime nếu như now bằng new date. Ok, và bây giờ mình sẽ xuất ra nó ở bên dưới. Thì đây là other. Đây, other now. Bây giờ thì mình sẽ xem là hai cái thằng cuối cùng này nó như thế nào. Chào. Thì cái này nó chênh lệch nhau ở số mili giây này bởi vì các lệnh ra này thực hiện là có thứ tự. Đấy, thông thường là sẽ từ trên xuống dưới. Được chưa? Thì cái này này mình thực hiện sau cái lệnh print cho nên là nó sẽ chậm hơn, cho nên bây giờ mình sẽ để cái này xuống dưới. Cái lệnh này mình sẽ cho nó bên trên. Thì bây giờ cái kết quả mình nhận được là gần như là nó sẽ xem như nhau. Bởi vì cái quá trình mà nó in ra màn hình ấy, thì nó tốn nhiều thời gian. Đấy, các bạn thấy này, nó chênh lệch nhau 1 giây. Tức là giữa cái việc đó là tạo ra một cái đối tượng cũng như là lấy một cái thông tin cụ thể như này thì nó đây này, tức là cái này thực hiện xong, xong là thực hiện cái này, sau đó là lấy cái thời gian. Đấy, thì cái quá trình tạo đối tượng thì mất bà nó, cái này là mất 1 giây. Ok. Thì cái này là không sao cả bởi vì đây là mình giới thiệu cho các bạn biết cái cách để chúng ta lấy thời gian theo cái định dạng đó là mini giây. Và có hai cách để lấy, một là chúng ta tạo cái đối tượng date, sau đó là cái đối tượng đấy .getTime. Hai là chúng ta sẽ lấy thông qua cái system.currentTimely. Được chưa? Thì chúng ta sẽ được gọi là cái thời gian tính theo mini giây đến cái thời điểm mà các bạn mong muốn. Ok, và bây giờ thì ở trong cái lớp date này nó còn cho phép chúng ta so sánh, tức là so sánh thời gian với nhau. Có thể là so sánh một thời điểm với một thời điểm nào đó. Ok,
Thì bây giờ mình sẽ tạo ra các biến như sau. Mình sẽ tạo ra một cái biến đó là now. Đấy. Một cái biến là một cái biến date khác. Mình sẽ đặt nó là tomorrow. Tomorrow. Đấy, cũng bằng new date. Nhưng mà cái date của mình này ấy, thì sẽ bằng cái thời điểm hiện tại. Tức là ngày mai nè, nên là cộng thêm với cái số giây để đến ngày mai nữa. Okay, thì mình sẽ cho cái này là now other. Cái này là cộng thêm với một cái lượng đó là 24 nhân với lại 60 phút nhân với 60 giây. Đây là 60. Và cái này là nhân thêm với một cái lượng đó là chỗ này mỗi một giây thì có 1000 mili giây. Ok. Thì chỗ này chính là cái giá trị mà chúng ta sẽ được, đó là cái thời điểm hiện tại nhưng mà của ngày mai. Tương tự như thế này thì mình sẽ có date của after day, tức là ngày hôm qua, thì cũng bằng new một cái date. Đấy, thì bây giờ thì cái này cũng now other cộng thêm một cái lượng như y hệt trên này. Ok, nhưng mà cái này á thì do nó là ngày hôm qua nên là chúng ta phải trừ chứ không phải là cộng. Đấy, thì ngày hôm qua thì là bằng ngày hôm nay trừ đi một cái lượng là cái số mili giây của một ngày, giả sử như thế đi cho nó tiện. Rồi bây giờ thì mình sẽ thử xuất ra xem là cái những cái này nó như thế nào. Mình sẽ xuất theo thứ tự đó là ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai. Ok, thì cái này là after day, cái này là now và cái này là tomorrow. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem là cái thời gian của chúng ta nó có đúng hay không. Đấy, cái này thì nó sẽ in ra ngày hôm qua, thời điểm bây giờ và ngày mai. Thì đây ngày hôm qua đây. Ok, cùng là một cái thời điểm nha, tức là cùng cái thời điểm hiện tại, bởi vì mình lấy cùng một cái cột mốc đó là cái thời điểm hiện tại. Ok, và khác sai khác nhau là một ngày. Ok, và cái này giả sử như là mình cho khoảng 1000 ngày trước xem là nó như thế nào, thì cái này mình sẽ nhân thêm với 1000. Và để đảm bảo nó đúng thì mình sẽ cho chữ L ở đây với cái mili giây nó ở kiểu long. Ok, và giả sử 1000 ngày sau đi thì mình cũng sẽ nhân cả cái cụm này với lại khoảng 1000 chẳng hạn. Đấy, thì cái này không phải là after day nữa mà sẽ after day, tức là cái này là hàng nghìn ngày về sau rồi. Ok, thì cái này là cái tomorrow after, mình sẽ gạch dưới 1000 đi. Trời, tức là sau 1000 cái ngày nữa. Và cái này là 1000 ngày trước. Thì cái này là gạch dưới. Và cái này cũng sẽ là gạch dưới. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ xem cái thời gian của chúng ta là như thế nào. Đây, 1000 ngày trước tính đến cái thời điểm mà mình chạy chương trình. Đó, nó là năm 2016. Đây này, nó có thời gian cụ thể nha. Thứ 6 tháng 1. Đấy, được chưa? Rồi, ngày mùng 1. Đấy, còn hôm nay là 27 tháng 9. Hôm nay là thứ 5. Còn 1000 ngày về sau, tính đến cái thời điểm mà mình chạy cái tính từ cái thời điểm này, đó là nó vào thứ 4. Đấy, tháng 6 ngày 23. Ok, đấy năm 2021. Như vậy thì cái này ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể tạo được một cái đối tượng date tại cái thời điểm nào đó. Ok, thì chỉ đơn giản nghĩa là chúng ta truyền một cái giá trị kiểu long vào trong này thì nó sẽ cho chúng ta cái kết quả. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem là ở trong cái lớp date này chúng ta có thể làm những cái gì. Chúng ta hoàn toàn có thể so sánh được các thông tin. Ok, thì ví dụ như thế này, mình muốn so sánh tức là ngày hôm nay, tức là thời điểm hiện tại với 1000 ngày trước thì nó như thế nào, thì mình sẽ now chấm after. Đấy, after 1000, tức là kiểm tra cái ngày hôm nay nó có phải là trước cái 1000 ngày trước kia không. Ok, thì after à đâu. Ok, rồi thế này, tức là đây là 1000 ngày trước và đây là thời điểm hiện tại, thì so sánh cái này nó phải trả về phải là false. Và đây là kết quả. Ừ, chỗ này lại là true, quái lạ sao lại true ta. Đây là thời điểm hiện tại. Đây là after.
Ngày trước, tức là 1.000 ngày trước, thì cái này so với cái này, tức là cái này đằng sau ở nhập, after là sau, có nghĩa là thời điểm hiện tại là đã đi sau cái 1.000 ngày trước rồi thì là đúng. Ok, còn bây giờ nếu như cái thời điểm hiện tại mà sau khoảng 1.000 ngày về sau đi thì tomorrow, nói lung tung quá. Đấy thì thời điểm hiện tại so với 1.000 ngày về sau thì liệu là cái một thời điểm hiện tại có đi sau 1.000 ngày về sau không? Thì bây giờ chúng ta sẽ chạy là biết liền. Đây, ok. Đó, tương tự như thế này thì chúng ta sẽ có thể sử dụng những cái phương thức ví dụ như là after, before, được chưa? Thì cái này sẽ là trả về true bởi vì cái thời điểm hiện tại nó trước 1.000 ngày về sau. Ok. Đây. Đó. Ok. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ xem là ở đây nó còn có được cái những gì nữa. Mình sẽ cho now chấm. Đấy thì các bạn sẽ thấy là những cái thứ nào mà không bị gạch như thế này này thì sẽ là những cái thứ mà chúng ta nên sử dụng, được chưa? Đấy, chúng ta có thể dụng phương thức này để so sánh hai ngày với nhau này. Đấy, chúng ta có thể sử dụng compare to này. To string là để thể hiện là cái thông tin cụ thể của cái một cái thời gian, được chưa? Equal thì cũng có thể sử dụng để so sánh thời gian này. Chúng ta có thể set time này. Đấy, tức là chúng ta tạo ra cái đối tượng xong là thiết lập nó một cái thời điểm khác. Đấy thì cái này chúng ta truyền mili giây vào thì chúng ta sẽ được một cái thời điểm khác. Rồi chúng ta còn có to instant để tạo ra một cái đối tượng của instant. Đấy thì đấy là một số những cái phương thức mà bây giờ chúng ta có thể sử dụng. Đấy, những cái thứ gạch gạch đi thế này thì chúng ta không sử dụng nữa nha. Ok, đấy như vậy thì chỉ có một số những cái thứ đấy mà chúng ta sẽ sử dụng này. Ok, rồi. Đấy là những cái thứ mà chúng ta sẽ sử dụng ở trong cái lớp date. Và còn một cái phần nữa đó, thì là sau khi giải lao ít phút thì mình sẽ nói tiếp. Và bây giờ thì chúng ta tạm nghỉ trong cái clip này.